Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình hiện vẫn còn tới 1 năm bảo hành. Nhưng nhiều gói thầu hiện vẫn đang trong tình trạng hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, dù chủ đầu tư dự án, nhà thầu đã nhiều lần tổ chức sửa chữa khắc phục tình trạng hằn lún. Đáng lo ngại hơn cả, nhiều gói thầu hiện đã phải sử dụng hết tiền bảo hành, nhưng mà lún đường thì vẫn tiếp tục xảy ra hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Người dân ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, quốc lộ 1 qua khu vực cầu Bùng đã 5 lần 7 lượt tổ chức cào bóc, sửa chữa. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn, hư hỏng tái diễn. Một số vị trí lún tới 5 cm. Từ năm ngoái giờ, nói chung thì cứ vài hôm, khoảng vài tháng thì họ lại quay trở lại, họ lại cào một lần. Họ vẫn đưa máy ra họ cào một lần nữa, rồi xong rồi họ lại để đó, họ không trả lại như thế này, họ để làn sóng nữa để cho giảm tốc thôi. Một điểm nóng về tình trạng hỏng mặt đường nữa, đó là đoạn từ cầu Bến Thủy, tỉnh Nghệ An về tới thành phố Hà Tĩnh. Vào ngày nắng nóng như thế này, những người công nhân cầu đường chỉ dùng xẻng, chổi gẩy nhẹ, lớp nhựa vừa mới thảm cũng có thể bong lên từng mảng lớn. Nhiều người phản ánh, từ ngày dự án mới hoàn thành thì đã xuất hiện tình trạng xuống cấp. Cái trước đây là chỗ cái đang khi họ chết rồi làm lại mà đang một chiều, đang hai chiều là coi như nữa chứ đang một chiều là càng sửa thì càng chỗ hư. Không biết lý do chi. Trước là có vùng người nạc xe chạy là coi như tạt chứ là lụt trộn lụt tái nữa này. Các chi cục quản lý đường bộ xác nhận tổng diện tích mặt đường hư hỏng cần phải sửa chữa đoạn từ Thanh Hóa tới Quảng Bình hiện lên tới hàng ngàn mét vuông. Có những gói thầu diện tích hư hỏng chiếm tới 15-20% tổng diện tích mặt đường. Một số đoạn cũng đã được sửa chữa bảo hành từ năm 2016 đến nay thì là được bảo hành cũng được là khối lượng cũng khá lớn. Nhưng tuy nhiên bây giờ thì tình trạng hằn lún vẫn đang còn và chưa được xử lý. Đánh giá về tình trạng hằn lún, hư hỏng quốc lộ 1, Cục Quản lý Đường bộ 2 cho rằng đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng mà ngay cả Bộ Giao thông Vận tải hiện vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân. Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, cục này khẳng định trách nhiệm sửa chữa, khắc phục hiện vẫn do các chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công thực hiện vì dự án vẫn trong thời gian bảo hành. Dù sao đi chăng nữa thì trong cái thời gian bảo hành thì vẫn đã cam kết theo đúng cái hợp đồng đấy thì các nhà thầu đều phải khắc phục, và việc đó thì các ban quản lý dự án vẫn phải tiếp tục là đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu để khắc phục nó hơn trước để đảm bảo được đúng theo yêu cầu. Và cái đó thì cũng đã có ý kiến của Bộ trưởng, đã có cái thông báo của Bộ trưởng. Quốc lộ 1, tuyến đường huyết mạch của quốc gia. Việc tuyến đường mới đưa vào khai thác, còn trong thời gian bảo hành đã phải sửa chữa hư hỏng và tính chất hệ thống đang khiến dư luận không khỏi băn khoăn.